Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tại huyện Con Plong, phong trào thi đua quyết thắng được triển khai rộng khắp, liên tục trong lực lượng vũ trang, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Một trong những điển hình của phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Con Plong giai đoạn 2019-2024 là Ban Chỉ huy quân sự xã Đắc Tăng. Đơn vị đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Để đáp ứng việc nâng cao chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ cơ bản xuyên suốt, là chiến lược đòi hỏi cấp thiết thực hiện xây dựng lực lượng dân quân tinh gọn, luôn chỉ đạo công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo quản lý huấn luyện dân quân chặt chẽ toàn diện cho các đối tượng theo tập trung thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng là chồng chéo, tổ chức huấn luyện theo phương châm thiết thực cơ bản, thực hiện 3 quan điểm, 8 nguyên tắc sau mỗi kết hợp và phối chặt chẽ đảm bảo phù hợp với thực tế huấn luyện cho dân quân làm chủ được vũ khí trang bị. Thiếu tá Lê Văn Hoàng, người cán bộ quân khí tận tâm tận tụy với công việc, hăng hái lao động sản xuất là tấm gương sáng trong lực lượng vũ trang huyện Con Plong. Anh làm việc với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cương vị là nhân viên thủ kho quân khí, bản thân tôi luôn tích cực tự nghiên cứu, học hỏi, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, luôn tích cực kiểm tra bảo dưỡng, bảo quản vũ khí trang bị của kho tàng và luôn hệ thống kho tàng sạch sẽ, bảo đảm vũ khí trang bị cho thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. Thì bản thân luôn sắp xếp thời gian hợp lý và để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được đảng ủy chỉ huy giao cho. Tôi thấy trong công việc thì đồng chí Lê Văn Hoàng luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, nhiệt tình với công việc, không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Con Plong triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong lực lượng vũ trang huyện. Thực hiện cái chủ đề của thi đua của giai đoạn 19-24, chủ động, sáng tạo, dân chủ, quyết thắng, thì chúng tôi đã quán triệt và thực hiện tốt cái phong trào thi đua trong thời gian qua. Chúng tôi xác định là đây là một những nhiệm vụ trọng tâm cùng với để thực hiện những nhiệm vụ chính trị trung tâm trong giai đoạn của Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện. Nên là từng cán bộ chiến sĩ đều xác định động cơ, nhiệm vụ rõ ràng để phấn đấu thực hiện tốt cái nhiệm vụ trên cương vị đảm nhiệm. Giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang huyện Con Plong phát động 27 đợt thi đua và nhiều phong trào thi đua trọng điểm. Điển hình là các phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào dân vận khéo. Trong 5 năm, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công, giúp nhân dân nạo vét 5 km kênh mương nội đồng, sửa chữa nâng cấp nhiều tuyến đường liên thôn, đường đi khu sản xuất, giúp dân di dời chuồng trâu ra khỏi khu dân cư, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Với việc đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện Con Plong ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố, vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng huyện Con Plong ngày càng phát triển.